Tình trường của em thì cách đây 8 năm về trước em đã có từng lập gia đình, và cái gia đình của em thì nó không có được viên mãn và cũng đem đến cho em nhiều cái nỗi đau, cho nên là em đã cũng đã ly hôn được 8 năm rồi, nhưng em cũng chưa có dám mở lòng với ai cho đến thời điểm này. Thì cũng nghĩ là chắc là thôi cũng đủ thời gian để mình ngồi suy nghĩ lại rồi, cho nên là em quyết định tham gia chương trình. Thông qua chương trình này thì em sẽ tìm thấy được một nửa kia rơi rớt ngoài kia mà em chưa có tìm thấy được ạ. Rơi rớt nó thấy thương Dạ. quá. Em có cháu chưa? Dạ em có một bé trai, năm nay bé trai của em đến tháng 12 này là được 9 tuổi ạ. Rồi, như vậy cũng lớn rồi Và... ha. Còn bây giờ thì xin mời chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn nữ nào. Xin chào chương trình, em tên là Lê Thị Thắm, năm nay em 28 tuổi, quê của em ở Lâm Đồng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là quản lý cho một cửa hàng bán đồ dùng gia dụng cao cấp. Em là cô gái tự lập, cứng rắn, thẳng thắn, hoạt bát trong công việc cũng như là trong giao tiếp, dễ gần, thân thiện. Còn điều yếu của em thì, và cũng là điểm xấu nhất của em là nóng tính. Sở thích của em là nuôi thú cưng, chó, mèo. Đây là cục cưng của em, nuôi được hơn 1 năm tuổi rồi. Bé tên là Pôn Đen, giới tính đực, chưa có vợ. Em rất là thương Sen. Thấy Sen mà đi làm về là đứng ở cửa chờ Sen sẵn. Còn vì sao mà đến thời điểm này em vẫn ế phải nhờ đến sự trợ giúp của chương trình, là bởi vì cách đây 8 năm về trước em có một cuộc hôn nhân nó không được viên mãn, và tạo gây cho em quá nhiều sự tổn thương. Cho nên tới thời điểm này thì em vẫn chưa có dám mở lòng với ai. Thông qua chương trình này em rất mong tìm được một nửa kia của mình đang thất lạc mà bấy lâu nay em chưa có tìm thấy. Chào anh. Dạ em chào anh Trần Linh. Mình tên là Trần Quốc Huy, năm nay 26 tuổi, quê mình là ở miền Trung. Ở Quảng Trị. Công việc của mình là hiện tại là tài xế Grab và ca tài xế công nghệ. Lý do đến nay vẫn đang ế là do chưa tìm được người mình thích, chưa đúng gu của mình và vẫn cứ lao đầu vào công việc. Thì mẫu lý tưởng của mình là một người con gái biết chăm lo cho gia đình, ngoại hình thì dễ nhìn kiểu nàng thơ là được. Chào anh. Dạ em chào anh Quỳnh Linh ạ. Rất vui hôm nay được gặp gỡ các bạn, vậy là cũng chung thành phố Hồ Chí Minh rồi, cũng khỏe rồi, có thể chúng ta trò chuyện với nhau, kết bạn với nhau để chúng ta chia sẻ những khó khăn mùa Covid này nha các bạn ha. Dạ. Rồi bây giờ thì thống cho nhà trai biết rằng nhiều tình duyên. Về tình trường của em thì cách đây 8 năm về trước em đã có từng lập gia đình, và cái gia đình của em thì nó không có được viên mãn và cũng đem đến cho em nhiều cái nỗi đau, cho nên là em đã cũng đã ly hôn được 8 năm rồi, nhưng em cũng chưa có dám mở lòng với ai cho đến thời điểm này. Thì cũng nghĩ là chắc là thôi cũng đủ thời gian để mình ngồi suy nghĩ lại rồi, cho nên là em quyết định tham gia chương trình. Thông qua chương trình này thì em sẽ tìm thấy được một nửa kia rơi rớt ngoài kia mà em chưa có tìm thấy được ạ. Nửa kia rơi rớt nó thấy thương quá. Dạ. Em có cháu chưa? Dạ em có một bé trai, năm nay bé trai của em đến tháng 12 này là được 9 tuổi ạ. Rồi, như vậy cũng lớn rồi ha. Và, à, dạ, đó là bên nhà gái, còn nhà trai sao nè? Dạ, ưu điểm của em là biết làm công việc nhà, nấu ăn và rất chuyên trong công việc. Và biết chơi thể thao và hát cũng ok. Mỗi lần đi nhậu về là hát rất hay. Đi nhậu về hát rất hay là gì đó. Nhất là cũng kiểu như là ưu điểm, nó cũng như nhược điểm á. Mỗi khi nhậu vào là hát rất hay ạ. Bây giờ không nhậu hát rồi được không? Dạ không nhậu thì hát vẫn được, nhưng điều khẩu âm nó chưa tốt đấy. Kệ, thử coi, thử coi nào. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ. Mong mơ tình này nhẹ như gió, nàng chiếu lên tim ta những vết lăn. Tiếng yêu này mong manh, giờ tan vỡ. Tôi cũng đành xếp gì
tiếng những ngày tháng hồn nhiên trả hết cho em. Hay, không có nhậu hát cũng hay mà. Dạ, nhược điểm là hơi tự ti về ngoại hình, rồi có em cũng có hút thuốc và cũng hay kiểu như ăn thua, cũng cái gì cũng phải nói tới cùng á, gọi là bảo thủ á. À, đường tình duyên mình sao rồi em? Dạ, đường tình duyên của em thì có từ lúc em vào Sài Gòn thì em mới bắt đầu biết yêu, là em có hai mối tình rồi. Thì là cái mối tình mà sâu đậm nhất là được 3-4 năm, là cũng hai đứa cũng cái này là hai đứa cũng có con với nhau, mà cuối cùng bên kia, nhà bên kia cũng không cho cưới và nghĩ mình không môn đăng hộ đối với nhà người ta, rồi người ta cứ để vậy, rồi đến khi đăng ký giấy khai sinh cho con ở bên nhà bên kia, rồi theo họ nhà bên kia, rồi thì mình mới chấm hết với nhà bên kia. Lâu chưa em? Chia tay lâu cũng hơn năm rồi. Tụi em có đăng ký kết hôn với nhau không? Dạ không có. Rồi dạ. Đó là cái duyên của hai người cũng đã trao đổi với nhau nghe rồi ha. Bạn gái Thấm, Thấm dạ, muốn tìm một người người chồng tương lai như thế nào hả Thấm? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì là bạn nam đó, cao chừng 1m7. Ngoại hình thì đẹp trai một chút, tính tình thì hiền lành, biết đối nhân xử thế, không có lạm dụng quá rượu bia, không có nói tục chửi thề. Còn điểm mà em không mong muốn ở bạn trai nhất thì thứ nhất là gia trưởng nè, thứ hai là lăng nhăng, thứ ba nữa là đó, nói tục chửi thề và lụm thuộm ạ. Thế bản thân của em thì em lại không có thích nhậu quá nhiều, thì đương nhiên là khi mà em thấy chồng em nhậu quá nhiều em sẽ không vui, thì hai vợ chồng sẽ lại có những lời qua tiếng lại. Sao? Bạn trai thấy mình được không? Dạ thì cũng em cũng không có gia trưởng, em cũng bình thường vì em quê ở miền Trung nên cũng không có. Với lại mấy điều bạn nữ thì em cố gắng về thì cũng giảm bớt, không có nhậu nhạt, uống thuốc ít thôi. Còn em muốn tìm tương lai thế nào anh trai? Dạ thì một người biết chăm lo cho gia đình và nói chung là hiểu mình, không bắt bẻ mình, ngoại hình thì dễ nhìn và không có nhõng nhẽo hay là mè nheo với mình, hay là không có cái kiểu nhõng nhẽo vậy. Em ơi, gái mè nheo nhõng nhẽo dễ thương lắm á. Đôi khi là những cái điều đó nó làm cuộc sống này sinh động lắm em. Tao không nhõng nhẽo, không có mè nheo không vui đâu. Dạ không, kiểu như là mè nheo hay nhõng nhẽo không đúng lúc á. Sáng mới dậy mà cứ mè nheo rồi làm đúng nhõng nhẽo các thứ rồi. Là mới dậy là thấy không thích rồi. Bây giờ thì Nguyễn Linh sẽ có một số câu hỏi để các bạn khảo sát xem chúng ta có đồng ý kiến với nhau trước khi gặp bạn không nha. Câu đầu tiên, lần đầu tiên hẹn hò bạn sẽ muốn hẹn hò ở đâu? A là đi xem phim, B là đi ăn. Dạ em chọn phương án A nha. Vậy là A tức là đi xem phim, còn bạn Huy tức là muốn đi ăn. Thì nếu như mà em chọn phương án A là đi xem phim á, thì đi xem phim xong rồi mình sẽ đói mình về đi ăn nữa. Thì cũng hợp lý nữa. Mình mua bắp vô mình ăn xem phim cũng là ăn đâu. Dạ, ý là đi ăn là mình có thời gian, mình có khoảng không gian mình nói chuyện với nhau được. Nên là mình đi xem phim thì vào đấy là không có nói chuyện, là không có kiểu như nói chuyện được nhiều, tâm sự được nhiều á. Cũng đúng. Đi ăn mình tâm sự, ăn xong no đi xem phim tiếp tục cũng được ha. Mày nghĩ quan điểm này cũng đúng. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 2. Nếu có một khoản tiền vào cuối tuần bạn sẽ làm gì? A là mời người yêu đi ăn, B là mua quà tặng người yêu. Em chọn phương án A thì đối với em á thì em lại không có thích quà cáp nhiều, tại vì em chỉ thích cái gì nó thực tế thôi, ăn được hoặc là không thì cho tiền xài vậy đó. Cho tiền xài á, Huy là cũng đi ăn đúng không Huy? Dạ đúng rồi, em cũng dẫn đi ăn chứ mua quà cáp thì nó cũng không được gì. Dạ chúc mừng hai bạn đó, trùng khớp với nhau, cùng đi ăn. Tốt. Rồi câu hỏi tiếp theo, nếu chụp một album cưới bạn thích chụp ở đâu? A là Đà Lạt, B là Phan Thiết. Bắt đầu.
Dạ, em vẫn chọn phương án A, tại vì Đà Lạt á, em có từng đi ngang qua vài lần rồi, nhưng mà ở đó là cái nơi mà chụp hình cưới rất là tuyệt, cho nên là em vẫn thích chụp ở Đà Lạt ạ. Còn Huy, tại sao bảo là thích B? Đi Phan Thiết em cũng thấy thích hơn á, lại biển đẹp hơn á. Thời gian rảnh bạn thường làm gì? A là xem tin tức, B là gọi điện cho người thân. Dạ anh ơi, chọn hai cái được không anh? Tức là vừa xem tin tức rồi vừa gọi điện cho người thân nữa. Đọc tin tức rồi rảnh mình gọi người thân luôn, cũng hay kết hợp được một mà. Như vậy là chúng ta đã cũng có một phần hợp với nhau ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp mặt nha. Xin mời một phần kỹ thuật cho chúng tôi kết nối hai người với nhau đi. Dạ chào anh. Dạ chào bạn. Dạ anh có gì muốn hỏi em không? Thì thấy em cũng xin cũng dễ thương nên cũng đứng nhìn. Nãy anh có nói là anh với lại cái chị kia thì có một bé riêng rồi đúng không? Là bé là trai hay gái ạ? Dạ trai. Bé mấy tuổi rồi anh? Năm nay cũng được sang tháng 10 là cũng được 2 tuổi rồi. Mình cũng không được gặp luôn á. Hiện tại thì anh chạy Grab hả? Đúng rồi, Grab cả. Công việc ổn chứ anh? Mùa dịch này chắc là ở nhà chứ hả? Mùa dịch này đâu có chạy được đâu, 3-4 tháng này rồi. Thế còn công việc của em như thế nào, dịch có ảnh hưởng đến nhiều không? Dạ em mới nghỉ ở nhà được 2 tháng thôi anh. Công việc thì nói chung là mùa này ai cũng vậy thôi, ai cũng thất nghiệp cả. Thì đối với anh qua trong quan điểm tình yêu thì anh nghĩ như thế nào? Trong tình yêu thì mình phải biết nhường nhịn lẫn nhau, hoặc là yêu thương nhau, hiểu nhau là được à? Đúng đúng, nói chung là biết chia sẻ, yêu thương lẫn nhau. Bây giờ thế này nè, mình sẽ có những cái câu hỏi các bạn có thể trao đổi hiểu nhau nhiều hơn nha. Thông qua cái câu hỏi, rồi chút xíu chúng ta lại còn một chút nữa nói chuyện với nhau nữa. Chúng ta hãy chia sẻ về điều hối tiếc nhất trong cuộc sống mà chúng ta nhớ nhất. Điều mà em hối tiếc nhất đó là em chưa có lo được cho mẹ của em một cái cuộc sống về già trọn vẹn nhất. Và chưa có để cho con mình về ở với mình được, nghĩa là mình thuận tiện mình chăm sóc cho hai người, đó là điều mà em hối tiếc nhất. Còn anh thì như thế nào? Em thì điều hối tiếc nhất của anh là vì ba mất từ lúc năm 2 tuổi ấy, nên mình cũng chưa được nhìn thấy ba bao giờ, chỉ nhìn ba qua bức ảnh để đến bàn thờ. Hối tiếc nhất là chưa được gặp ba đấy. Dạ đó cũng là đang điều buồn. Trong mỗi chúng ta đều có những hối tiếc như thế, nhớ về nó thì mình có thể rút kinh nghiệm, mình hoàn thiện cuộc sống nhiều hơn ha. Và chúng ta sẽ đến câu hỏi số 2. Kỷ niệm đáng sợ nhất của bạn là gì? Đáng sợ nhất đó là khi hồi bé em còn đang đi học á, thì nhà em ở trong một cái vùng sâu vùng xa á, thì trên là một đồi cà phê, ở dưới thì nó sẽ có một cái ao để vừa nuôi cá vừa lấy cái nước để tưới cà phê. Cái giữa cái đường em đi lại á, vừa đi học vừa đi lại á, thì nó lại cách với một cái mép ao đó là sát nhau luôn á. Nhưng mà không biết tại sao có một ngày đẹp trời nào đó, không biết em suy nghĩ kiểu gì, em nghịch cái kiểu gì mà em phóng xe đạp rất là nhanh. Và khi ra cách cái gốc cây đó cái chừng khoảng 2 mét thôi, em nó đổi tiêu rồi. Thắng cũng không kịp nữa, là thắng cũng nhào đầu xuống ao. Bây giờ hả, tông thẳng lên thì cũng bay xuống ao, đường nào cũng xuống ao hết trơn á. Và đúng thiệt, đúng là em vừa mới suy nghĩ xong á, thì xe của em phóng lên giữa cái gốc cây đó và em văng xuống ao. Và khi em rớt xuống ao á, thì em suy nghĩ là rồi xong, chuyến này băng giữa ao rồi á, thì chỉ có con đường chết chứ không sống nổi. Thì không biết tại sao á, nhưng mà may mắn chắc là thần chết ngủ quên, bỏ quên em hay sao á. Thì may mắn là em lại vớ được một cái cây cỏ. Thì cái cây cỏ nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó lại rất là dai. Em bám cái cây cỏ đó, em lôi người em lên. Và dưới chân của em thì rất là may mắn mà lại có một cái ụ đất, đất đó nó rất là cứng. Thì nhờ vậy mà em thoát chết. Đó là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của em. Lúc đấy bao nhiêu tuổi? Trời, em đang học lớp 3, lớp 4 gì á, nhỏ. Còn kỷ niệm đáng sợ nhất của mình là cách đây khoảng độ khoảng 7-8 năm á, cũng đoạn đấy cũng còn thanh niên, cũng còn bằng bột, cũng đi nhậu về rồi say bét nhà, rồi lại tai nạn giữa đường mà vẫn cố gắng đi về được tận nhà, thì cũng nằm ngủ rồi sáng sau đó bắt đầu bị nhiễm trùng máu rồi vào nhập viện, cũng gọi là suýt chết, cũng suýt chết, nên ngày hôm sau thì
mới là tỉnh dậy thì mới lại khoảng hồn luôn, không biết sao mà mình chạy về được tới nhà luôn á. Theo các bạn, điều gì đã làm cho các cuộc hôn nhân tan vỡ? Dạ anh trả lời trước đi ạ. Thì theo mình thì là vì do chưa tìm hiểu kỹ với nhau mà đã bước đến hôn nhân, với lại hai người chưa đã thấu hiểu hay là có những khúc mắc gì đó, trong cuộc sống, chưa đi đến cái thống nhất với nhau, hoặc là có một sai lầm gì đó mà đối phương chưa hiểu với mình. Còn với quan điểm của em thì cái điều mà làm cho cái cuộc sống hôn nhân của mình dễ tan vỡ nhất, thứ nhất là người chồng không chung thủy, tức là lăng nhăng ngoại tình bên ngoài. Thứ hai nữa là cờ bạc rượu chè quá mức. Thứ ba nữa là vũ phu. Thứ ba, nói chung là một trong ba cái đó, mà nếu như mà người chồng của mình á, hoặc một trong ba cái đó mà cái nào nó cũng nó quá nặng đi á, thì cái nào cũng dễ tan vỡ gia đình hết, chứ đừng có nói là dính cả ba. Mà cả ba cái đấy mình không có. Đúng rồi, cái đó là những cái điều mà chúng ta cần chú ý nếu chúng ta đến hôn nhân tiếp theo, thì mình có thể bổ sung vào những cái điều mà chưa làm được, những cái gì mà nó làm hôn nhân tan vỡ. Và hy vọng là chúng ta sẽ thêm những chút yêu thương ngọt ngào, dịu dàng gì đó, cùng kiên nhẫn, rồi nhẫn nhịn nhau để có thể một hôn nhân tốt đẹp các bạn nhé. Một cái câu cuối cùng, một kỷ niệm không thể quên khi các bạn đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh. Thì em xin chia sẻ một cái câu chuyện như thế này, tức là nó cũng dở khóc dở cười dữ lắm. Khi đó là năm 2014, là em với chồng em bắt đầu có rạn nứt rồi. Khi đó thì em đã, trước khi đi thì em đã viết đơn và kêu chồng em ký, nhưng mà chồng em nhất quyết là không có ký. Thì nhưng mà tại vì đến cái mức độ mà không có thể hàn gắn nữa rồi, và em nhất quyết là em đi, thì em đã bắt xe xuống Hồ Chí Minh. Là khi đó đi á, thì lúc còn trẻ, con em thì mới còn nhỏ, cho nên là chưa có làm gì ra tiền hết, mà chồng đâu có cho đi đâu, cho nên là không có cho tiền luôn. Là đi xuống thành phố Hồ Chí Minh là chỉ có một cái xác không thua luôn. Thì năm đó thì cái điện thoại Nokia 1202 gì đó, thì xuống nó cầm đúng một cái điện thoại đó thôi. Thì em xuống em bán cái điện thoại đó đi, và lấy cái số tiền đó để qua bên cái quận 11 để hỏi việc. Thì qua đến nơi thì gọi điện cho cái bạn phỏng vấn, thì bạn lại nói là muốn vào công ty á, thì phải đưa 7 triệu vào để làm hợp đồng hay gì đó. Nghe cái câu chuyện thì em cảm nhận được là cái đây là công ty lừa đảo, chứ không có một cái công ty nào mà mới vừa vô mà bắt người ta bỏ một cái số tiền đó ra. Thì em mới suy nghĩ là trong buổi chiều hôm đó em phải tìm được việc. Còn nếu như mà em không tìm được việc á, thì tức là đồng nghĩa với em phải ngủ gầm cầu, tại vì trong người em không có còn tiền nữa. Khi đó em gửi đồ cho một cái cô hàng nước bán ven đường đó, thì em đi xuống cái đường Lý Thái Tổ quận 10 á, thì em mới gặp một cái quán pizza đó, nó đang tuyển người. Hồi đó còn trẻ đẹp thì mình sẽ đi vô đó ứng tuyển thử xem, thì được tuyển. Và tối hôm đó em được vừa có công việc nè, vừa có chỗ ngủ lại, em rất là vui. Đó là điều vừa sợ cũng là vừa cái kỷ niệm mà đáng nhớ khi mà em đặt chân xuống Sài Gòn. Mới vào chân đất chân ráo vào Sài Gòn năm 2016 thì cũng lên, cũng tìm trên mạng thông tin tuyển việc, rồi lại bắt đóng phí, nhưng đều phí không có cao như phí của bạn, và phí thì cũng khoảng độ 1 triệu thôi. Xong rồi lại những điều mà nó dắt đi lòng vòng lắm, không làm không đúng công việc của mình ưa thích, mà mình là nó dắt từ trên học môn đó, rồi bắt mình tự về khu công nghiệp Sóng Thần ở dưới Thủ Đức, rồi lại phải nộp thêm một lần tiền nữa. Đi vào công ty là phải nộp tiền cho một thằng đó, là nói chung cũng mất đến 2-3 triệu, mà làm đúng có một ngày là ngày sau mình bỏ luôn, mình nghỉ, mình chấp nhận mất tiền là mình nghỉ luôn, lần sau đó là rút kinh nghiệm luôn. Bây giờ chúng ta có 2 phút để nói những cái cảm nghĩ của mình về người đối diện. Những câu chuyện nãy giờ mình cảm nhận như thế nào về người đối diện? Mình có chia sẻ gì từ trái tim của mình hay không? Thì nãy giờ đó thì em với anh cũng có nói chuyện sơ sơ rồi. Không biết là cái cảm nhận của anh khi thấy em thì nó như thế nào, có phù hợp với cái mẫu người của anh hay là không? Cảm nhận của mình thì theo như thấy bạn thì cũng ok, thì cũng dễ nhìn, xinh xắn, cũng dễ thương, lại cũng đúng gu của công việc và gia đình đó. Nên mình cảm thấy bạn rất ok, mặc dù không
có rào cản gia đình, những cái đấy mình cũng chấp nhận không sao đâu. Nói chung là em không có gò bó gì về bên gia đình hết á, chứ không không có gì hết, thì con em thì lâu lâu em về thăm là chuyện bình thường. Dạ, được, cái đó thì ok. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định nha các bạn nha. Các bạn suy nghĩ, kiểm tra lại một lần nữa, xem cuộc nói chuyện vừa rồi thế nào, có đồng ý hẹn hò hay không. Hãy làm theo nhịp tim của mình các bạn nha. Chuẩn bị tiến đến thứ ba, chúng ta sẽ quyết định. Một, em đã có từng lập gia đình. Hai đứa cũng có con với nhau. Hơi tự ti về ngoại hình. Thứ nhất là da trưởng nè. Thứ hai là lăng nhăng. Hai. Cảm nhận của mình thì theo như thấy bạn thì cũng ok. Trong tình yêu thì mình phải biết là nhường nhịn lẫn nhau, hoặc là yêu thương nhau, hiểu nhau là được à. Ba. Quyết định. Bạn trai thì đồng ý hẹn hò, bạn nữ thì không đồng ý. Em có thể nói lý do của mình. Dạ, đối với em á thì cái thiện cảm đầu tiên khi mà nhìn á thì nó rung động á, thì sau đó nó sẽ làm một cái bước thang để đi xa hơn. Nhưng mà với anh thì cũng không có, nói chung là chắc có thể là em và anh chưa có đồng chung một số quan điểm, nói chung là chưa cảm thấy hợp để mình đi tiếp. Nói chung là cũng cảm ơn anh. Ok, cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thật sự may mắn, hạnh phúc và thành công. Chúc các bạn được sớm tìm được nửa mảnh ghép của mình nha. Cố gắng vượt qua đại dịch các bạn nha. Hãy đoàn kết lẫn nhau. Dạ. Tạm biệt các bạn.